lúc mà tỉnh đó thì bà hay lấy phần cơm của bà đó rồi cái kêu chồng về, chồng bà cũng đã chết rồi. Dạ. Kêu chồng về ăn cơm, ổng là đi khi ổng về, ổng biết đường về mà khi ổng về. Chị, bây giờ ví dụ mình thả hai cô chú ra, chắc cô chú đi loạn xạ cho. Dạ, thì khó mà hòa đồng với mình với nghe đó. Dạ. Sớm. Dạ. Dạ. Tại vì nói chung sự bệnh hoạn của mấy anh mấy chị hay trong cái bệnh tâm thần á, có nổi cơn nhiều lần quá rồi, cái rồi phải cất cái căn nhà như thế này riêng tư rồi mình chăm sóc nó dễ hơn là. Mấy chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tâm Gầm Vlog, và hôm nay mình đang có mặt tại ấp chợ thuộc xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để theo chân chị Hẹn đây giới thiệu một cái hoàn cảnh rất là thương tâm. Thì chị cũng chính là cháu ruột của hai nhân vật này. Thì đây là hai cô chú bị mắc bệnh tinh thần, mắc bệnh tâm thần, cũng chính là bà con với chị đây. Thì nhốt riêng một cái nhà tách biệt như thế này. Dạ, chị ơi, hai cô chú ở đây là mối quan hệ sao với chị vậy? Đây là bác ruột, bác thứ 6, và đây là cô thứ 8. Dạ, đây là dạ. Bác hả? Bác dạ. Thứ 6 hả? Dạ, dạ. Bác thứ 6. Là hai cô chú đây là cũng đều mắc bệnh tâm thần hết hả chị? Dạ, mắc bệnh tâm thần cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Bác thì bị từ lúc nhỏ. Dạ, bác sáu hả? Dạ, bác thứ sáu. Bác sáu bị từ hồi nhỏ. Dạ. Dạ, bác sáu năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Bác năm nay cũng sáu mấy tuổi rồi, sinh năm 55. Dạ. Còn cô bên đây là chị là kêu bằng cô phải không? Dạ, cô thứ 8. Dạ, chào cô. Cô còn nói chuyện được không không vậy? Dạ được. Dạ phải không cô? Ở nhà đi. Dạ. Ở nhà đi. Dạ sao cô? Ở nhà đi ha. Ở nhà đi ha. Dạ. Mở cửa cũng được kia. Ha. Mở cửa cũng được kia. Dạ. Dạ. Là như vậy đó. Dạ. Thì xong cái đưa đồ gì vô cái là bà hay xé nhỏ vậy, như chắc hồi lúc trẻ hay thích mai giá. Dạ thì chúng cho mà. Dạ. Ủa chị, bác bệnh là có vợ con không? Không, bác là không có vợ, từ lúc đó giờ là không có vợ. Dạ, còn cô đây? Cô thì có gia đình, có gia đình thì chồng cô có vợ bé nên cô loạn trí. À, vậy là cô, chị cho em biết tên của cô và tuổi của cô được không chị? Cô tên là Nguyễn Thị Kết, năm 1959. Dạ, theo là chị chia sẻ là bác ở bệnh là bị bệnh từ nhỏ. Dạ. Lớt rớt là lâu rồi. Dạ. Còn cô thì mới mắc bệnh đây là do bị sốc dạ. Tâm lý. Dạ. Vậy là cô có con không? Cô có thai rồi, cô hư thai rồi, cái cô cũng thì lúc đó là loạn trí. Là bị chồng dạ, bỏ. Chồng bỏ lúc đó đang mang thai. Cách nay là bao nhiêu năm con chị? Mấy chục năm, tại vì lúc đó còn nhỏ lắm, như là mới 4 năm tuổi là bà nội đã tìm cô về rồi. Dạ, bây giờ mình hỏi thăm, mình nói là cô vẫn còn biết không chị? Chắc có cô cái biết tỉnh không? Lúc mà lúc dạ. Mà tỉnh đó thì bà hay lấy phần cơm của bà đó rồi cái kêu chồng về, chồng bà cũng đã chết rồi. Dạ. Kêu chồng về ăn cơm. Dạ. Để em thử nói chuyện với cô ha. Dạ. Dạ cô ơi. Cô Tám. Dạ. Cô Tám. Tụi con hôm nay đến này ghé thăm cô. Cô khỏe không? Dạ. Yeah. Sáng giờ cô ăn gì chưa? Chúng mới ăn cơm. Dạ. Mới ăn cơm. Ăn cơm hả? Mới ăn cơm hả con? Ăn cơm đây nè. Dạ. Rồi tội nghiệp hai cô chú luôn ha. Bây giờ không còn người thân. Vậy là hàng ngày ai chăm sóc cho cô chú cơ chị? Đó là cha mẹ của em. Ba mẹ của chị. Dạ. Út ở nhà, em của hai cô với bác. Dạ, chị là con thứ mấy? Cha là người Út. Ha. Dạ. Ý em hỏi là chị là con thứ mấy? Là con thứ ba. Chị nhà. Chị cũng ở chung trong gia đình luôn ha. Dạ ở chung. Dạ ở chú đây hả? Dạ cha dạ. Mới dạ chào chú ha. Dạ tại tụi con từ ở xa đến á. Dạ. Ghé biết gia đình mình có hai cô chú vì mắc bệnh tâm thần gì. Vậy là cô chú đây là chú chăm sóc với vợ chú hả? Dạ đây là anh thứ 6 rồi chị thứ 8 rồi. Dạ. Vợ chồng tôi về Út sống chung gia đình rồi chăm sóc anh chị. Dạ. Dạ. Rồi cô nay có nhà không chú?
Dạ. Cô này có nhà không? Vợ tôi thì cũng không may, cái bữa 29 Tết bị tai nạn giao thông rồi nằm bên trong. Cũng mới xuất viện vừa mấy bữa. Dạ, hiện tại là cô ở trong nhà luôn ha. Dạ. Để lát gì con vô con thăm cô. Dạ. Vậy là chú phải chăm sóc cho hai hai anh chị là cô của chú là mấy chục năm rồi hả? Cũng khoảng từ năm 90 đến giờ. Dạ. Có ông anh có thể trước hơn nữa. Dạ. Còn bà chị thì mới phát bệnh khoảng năm 90. Nhưng mà cái này giống như là một cái căn nhà tạm để mình cất riêng cho hai cô chú nè ở riêng á ha. Dạ, tại vì nói chung thì sự bệnh hoạn của mấy anh mấy chị hay trong cái bệnh tâm thần á, có nổi cơn nhiều lần quá rồi cái rồi phải cất cái căn nhà như thế này ăn riêng tư rồi mình chăm sóc nó dễ hơn là học chung trong nhà. Ăn uống là mình phải đem đồ ăn ngày ba cử ha. Canh tới bữa thì đem cơm ăn hoặc là nước nôi tắm giặt rủ rồi tóc tai dài thì cũng thuê thợ rồi nhờ người ta lại hết giùm vậy đó. Tắm gọi là ai tắm chú? Tôi là người trực tiếp nhiều nhất. Nếu mà tôi bận việc thì có thể vợ tôi hoặc cô ha, cô là cô với chú là cùng chung chăm cùng chăm sóc luôn ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ cái phòng này tối mình ngủ mình có dân mộng không? Có, cũng có. Có đôi khi mấy anh mấy chị lên cơn rồi cũng dứt bỏ đi thì cũng đốt nhăn mũi đồ đỡ rồi bữa em mình dăng trở lại. Rồi có nhà vệ sinh nhưng mà không có nước dội. Mình có bông tưa. Có bông tưa ở đây rồi cái cành thì bát thịt. Như sáng mình dội một cái. Nếu có nước cộng thì lại có cái chuyện nó khó chịu hơn nữa, ra phải đi ở ngoài. Dạ. Chìa khóa mở cửa ha, con mở cửa con vô nha. Được không? Con mở cửa con vô ha. Vô rồi cô có rửa con không? Ta nấu cơm cho mẹ. Rồi nấu cơm cho ăn luôn. Ta nấu cho mẹ. Cô nấu ở đâu? Ta nấu mình không biết. Cô nấu ở đâu? Đâu bếp đâu? Bếp đâu nấu ở đâu? Ta khóa cửa sao được. Ta khóa cửa ra. Cô đòi nấu cơm cho mình ăn. Nấu cơm về khóa cửa nè. Dạ, thôi để mình qua bên ông chủ bên đây. Bình thường là cứ ngồi im ve vậy đó. Còn mấy là ông rảnh là ông gỡ nè. Ông nào mấy đó. Ông lấy cái muỗng nào này kia rồi ông gỡ ra rồi ông nấu cái này nấu cái kia vậy đó. Đi biết đường về ổng là đi khi ổng về ổng biết đường về mà khi ổng về. Chị, bây giờ ví dụ như mình thả hai cô chú ra chắc cô chú đi loạn xạ cho. Dạ, cũng khó hòa đồng với mình với nghe đó. Dạ. Sớm giờ cũng ra xe cộn nhiều quá nên cũng không. Dạ. Hồi nãy nó nói là chú thứ mấy của em quên rồi. Thứ sáu. Chú sáu hả? Ba sáu. Chú sáu ơi. Chú sao? Khỏe hả chú? Chú ơi. Chú không có ứng chứ. Có hồi nào chú quậy đập quậy phá gì không cho chạy? Đập lên cơ cũng quậy phá cho. Cũng rất là nhiều lần. Dạ. Mình ra mới mình ở trong đó là vậy. Rồi nhìn cái căn nhà tạm rồi nhốt hai cô chú này thấy cũng tội quá ha. Mà bây thật giờ ra thật với em có cái giày là cái tốt nhất của anh chị tôi đó. Đúng rồi. Dạ. Hồi trước nó là một cái tạm bằng cây rồi nó mục rượu đi đã qua mấy cái xác rồi. Dạ. Cái này là cái thứ ba trên đây con thấy có để cái ngày khởi công là 4/6/2013 âm lịch. Dạ. Phải không chú? Dạ. Ngày hoàn thành 19/6/2013 nè. Dạ. Vậy là cái nhà này là mình cất sao được, trước là mình xài bằng nhà lá. Những cái nhà gỗ đồ tạm nó còn bị ô nhiễm nặng lắm. Dạ. Rồi sau này là mới vô trong đây một cái nữa, tức là cái này là bà chị tôi là ở cái thứ ba, anh tôi là cái thứ hai. Bà chị bị bắt nhốt ở trước nữa. Dạ. Còn cái thứ ba là đó mà kia nữa nó bị rượu bị hư rồi mình quỷ nó đi rồi mình ngày anh chị lớn tuổi rồi mới thu gọn lại gần nhà để mà có cái sự chăm sóc tốt hơn. Phải cô chú mà có con cái cũng đỡ ha. Dạ. Bây giờ hai người kiểu như cũng còn độc thân. Dạ. Giờ phải làm em phải lo. Dạ, trông giờ anh em thôi. Dạ. Cha mẹ thì qua đời hết. Có rồi lúc thì găng cỏ giờ nó cũng bị
rụng muốn hết rồi, giờ có bữa thì ăn không nhai đồ không thấy ê đau thì mình phải nấu cháo rồi dạ. Thêm để cho ăn được dạ. Rồi chú cho con hỏi là ở nhà chú cô chú ở nhà mình có làm công việc gì hay chăn nuôi trồng trọt không chú? Thì cũng có một ít vườn mà rồi gặp nước mặn này rồi có nó cũng bị sơ sát nhưng thấp dạ. Không có kinh tế rồi cũng có chăn nuôi mấy con dê rồi dạ. Nhầm lấy được số phân vô vườn rồi nó có bán được đỉnh nên mình xây trở vậy đó dạ. Chú đông con không? Tôi được 2 đứa con à, chị đây với còn một người nữa ha dạ. Người anh trai thứ ba với con trai thứ hai dạ. Hai anh chị có gia đình hết rồi, gia đình rồi dạ. Cũng nhỏ gái cũng sống bên chồng dạ. Còn con tôi cũng đi làm công nhân bên Vĩnh Long dạ. Vậy là bình thường nhà chứ có cô chú chăm sóc hai người bệnh thôi dạ. Dạ, tại hôm nay là cô bị tai nạn nên là chị mới về đây dạ. Rồi bình thường vợ tôi cũng có đi ra chợ mua bán rau cải rồi mua bán nhỏ vậy đó dạ. Kiếm cái đồng tiền mua đồ ăn rồi về ăn mà mấy ngày nay thôi cũng ở nhà luôn. Bà ở nhà luôn mà lại thêm một cái mà rủi ro mà gãy xương gò má đồ đây chắc cũng phế binh rồi không biết chừng nào mà bình phục lại được đây dạ, nữa. Hồi để chút xíu nữa con vô con thăm cô làm sao? Dạ. Dạ thì cả nhà có thể nhìn thấy hồi nãy giờ chính là cái hình ảnh hai cái hoàn cảnh của một chú và cô bị mắc bệnh tâm thần. Thì không có gia đình, không có vợ con gì cả à, nhờ vào sự chăm sóc của người em chính là ông chú này đây à, cùng với cô thì cô không may để bị tai nạn trong cái dịp Tết nên là cô nằm ở trong nhà dạ. Thì hoàn cảnh của cô chú này nhìn rất là đáng thương à, thì là cái nhà tạm này phải phá lại để thôi nhiều khi cô chú đi ra ngoài cái cũng không có tốt nữa. Như cái phần đó cũng vừa đủ ở thôi à, theo là chú chia sẻ lúc trước là xài bằng cái nhà cây nhà gỗ, bây giờ thấy xây tường lên thì nó cũng sẽ kiên cố hơn được chút xíu rồi, nhưng mà cái cuộc sống của cô chú bây giờ bắt buộc phải chịu rồi, thấy thấy cũng rất là tội. Hãy chịu, cô chú mà có con cái cũng đỡ dạ. Cô ơi bây giờ con vô nha, bữa nào con rảnh con ra con thăm chơi với cô ha, bữa nào ra nấu cơm ăn ha. Dạ yeah. Cô chào con cái được không? Cô chào cái được không? Không biết. Không biết. Không biết tao biết. Dạ cô đây bị sốc tâm lý. Hồi đó bị chồng bỏ rồi giờ cái cô bị bệnh luôn. Nghe kể thôi mà cũng thấy là sốt luôn. Dạ thôi bây giờ mình đi vô mình thăm cô ha chú. Dạ đi vô nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với chú và chị đi vào nhà thăm cô, cũng chính là cái người mà chăm sóc cho hai cô chú đó. À, bên đây là chắc là cái chuồng dê của chú để mà chăn nuôi kiếm thu nhập nè. À, được mấy con dê nãy giờ kêu ôm sầm chân. À, tại bên Bến Tre là chủ yếu là người ta chăn nuôi trồng trọt thôi chứ đâu có làm gì kiếm kinh tế nhiều đâu. À, đây là cái căn nhà của chú, nhà gạch thì cũng chưa có tôi nữa. Nhà cô chú nhìn còn xưa chứ giờ còn lót gạch tàu ha. Dạ. Dạ. Cô trong đây hả chú? Dạ. Đây chắc cháu mình hả chú? Dạ. Kêu cô bằng ông. Dạ. Ở ngoài con có mà chú. Dạ, con chào cô. Con tới thăm mà mày. Cô khỏe chưa cô? Dạ, bị tai nạn hồi bữa nào vậy con? Dạ. Cô giờ còn ngồi là gì nổi không? Dạ. Dạ. Chị đỡ cho cô hay gì ngồi hay chị? À, cô ngồi được hả chị? Đỡ. Dạ. Đau. Trời ơi, cô đây chăm sóc cho hai người bệnh bây giờ. Giờ tránh rồi. Rồi giờ bệnh luôn rồi. Để siêu thầm. Mặt mày bầm hết trơn. Mình mày nó bầm dữ lắm, trong phần kính trong cũng bầm.
Dạ, để cô ngồi vậy đi rồi cái con hỏi thăm cô đi xíu ha. Dạ, cô nói chuyện con thấy mệt không cô? Mệt, nếu như mệt nằm xuống cô. Được. Dạ. Vậy là hai cô chú không phải là bình thường là cũng cô cũng chăm sóc luôn hả cô? Dạ, làm nước rồi. Dạ. Bây giờ cô bệnh gì và ai chăm sóc cho hai cô chú mày? Có ổng hả? Dạ. Mà hôm nay cô thấy khỏe nhiều chưa? Nay tao cũng đỡ. Dạ, này tối chắc nhất lắm hả cô? Cái đầu rồi nó đã nặng lắm rồi, giờ nay nó cũng đã đỡ. Dạ. Rồi bình thường á, lúc trước mà ngoài việc chăm sóc cho hai người bệnh thì cô nghe chú nói là cô có đi ra chợ đi bán kiếm thêm tiền hả cô? Dạ. Như vậy là mình bán rau củ hay mình bán tạp hóa cô? Rau cải rồi này kia. À. Dạ, có cô nói chuyện không nổi hả? Cô mệt thôi, cô nằm đi cô. Dạ. Thôi chị cho cô nằm đi chị. Để cô mệt thấy tội cô. Dạ. Thế cô thứ mấy cô? Thứ ba. À, cô ba thì cô ba đây chính là người mà hay chăm sóc cho hai người bệnh tâm thần. Dạ, chị đỡ cho cô nằm đi chị. Cũng là em dâu út của gia đình. À, em dâu út của gia đình. Thì giờ thành ba người bệnh luôn rồi. Chị đây giờ phải chứ về đây chăm sóc luôn hả chị? Dạ. Rồi có con là nhà con cũng đỡ trong lúc bệnh đau ha. Nhà này chắc nhà của ông bà hồi xưa hả chú? Dạ, cũng của cha mẹ để lại rồi có bị xuống cấp nó hư đi rồi, à. Rồi dòng họ bên nội bên ngoại người phụ ít tiền mới sửa trả lại nó được cứng cỏi như vậy chứ dạ. Trước nó muốn sập. À, nói chung kiên cố hơn hồi trước rồi ha. Dạ. Dạ. Nói chung thì hôm nay mình đến với cái hoàn cảnh của cô đây thì rất là tội. Cô trước phải cô cùng với chú phải chăm sóc cho hai người bệnh tâm thần. Hai cô chú nhốt viện ở ngoài á. Rồi giờ cô không may trong cái dịp Tết này bị tai nạn nữa thì giờ cô cũng đang nằm điều trị nhà thì chị chính là con gái của cô phải về phụ lo phụ chăm sóc này nọ phải chăm sóc đây hiện tại giờ ở nhà là tất ba người mình thì nhà của chú này chủ yếu chăn nuôi thôi chăn nuôi dê rồi trồng trọt này kia cái thu nhập nó cũng theo mùa nó không có ổn định gọi là điều hoài được nó theo cái mùa đó thì hôm nay mình đến đây mình tìm hiểu hoàn cảnh của cô chú vậy thì mình sẽ giúp đỡ cho cô chú một ít tiền. Thì em có một ít từ cái quỹ từ thiện của em á để gửi cho gia đình mình một phần nào đó để mà trang trải cái cuộc sống ha chị. Dạ thì em tích lũy với em số tiền là 5 triệu để em trao cho gia đình mình ha. Vì chị nhận giùm em hả chị? 1 2 3 4 để nhiều khi lo thuốc thang là mô đoạn gì đó cho hai cô chú hãy với cô đây ha chị. Dạ. Em xin đại diện gia đình em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Dạ rất cảm ơn gia đình em là thông cảm về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Ờ, chị cái chị có số điện thoại của ai của chị hay của cô gì không chị? Dạ để lấy số điện thoại của cha cho dễ. À lát lấy số điện thoại của dạ. Cô chú ha. Dạ. Dạ. Thì cô gắng ăn uống nhiều vô nha cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ, mau khỏe để mà chăm sóc cho hai cô chú ngoại nữa. Chăm sóc anh chị. Dạ, thôi con chúc cô mau khỏe lại ha. À, mau khỏe lại để em đi bán rồi xong rồi còn chăm sóc cho người bệnh nữa. Dạ. Thôi vậy thôi, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, thì mình cũng thay mặt gia đình cô chú đây thì gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình. Thì đồng thời mình sẽ chia sẻ cái video này lên mạng xã hội. Mình sẽ để cái địa chỉ cũng như cái số điện thoại của chú đây trong cái clip này. Nếu như mà có nhà hảo tâm là muốn giúp đỡ thêm có thể là liên hệ đến trực tiếp gia đình. Dạ thôi con xin phép cô với chị cô về thôi cô. Dạ con xin phép chị luôn ha. Dạ thì thôi mình cũng xin phép dừng cái video tại đây nha. Xin tạm biệt cả nhà nha.